Trung xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay có một cái combo như thế này, Trung đăng lên, làm cái video đăng lên anh em xem nhé. Đây là cái bộ combo động cơ và bơm tháo xe cuốc Mitsubishi M35 gì đấy, bơm bê tông nhá, đời máy đời ba máy bé kim. Cái này càng K3M, con này thì máy có bung trẻ rồi, có là máy có dấu keo rồi nhá. Đây này, máy máy dân nhé, con này là máy dân chứ không phải máy bãi nha. Ở cuối video tí nữa thì Trung sẽ tháo cái bơm ra, tách riêng ra để nổ máy anh em xem. Và ở cuối video Trung sẽ đính kèm thêm cái video cái con xe trước khi cắt nhá, thử là con xe còn hoạt động trước khi cắt, có luôn cả video đó luôn. Rồi bây giờ Trung ngắt quãng video một phát để mở cái bơm bơm tổng ra, mình không cho nó chạy khô nữa. Rồi Trung tiếp tục video nhé anh em. Bây giờ đã tháo cái bơm bỏ ra rồi, cắm ống dầu vào, cắm ắc quy vào, đang sử dụng điện 12 bình thường nhé, Trung để anh em xem nhé. Máy có hơi rồi nhé anh em, còn máy này là có hơi thừa rồi nhé, chắc theo mình đoán thì có thể cố thêm một mùa nó vẫn được trước khi phải thay bạc các kiểu. Còn anh em kỹ thì về nhà đổ hơi, mà còn trong cái tầm này thì khả năng vẫn có thể thay bạc dùng tiếp được, hoặc là cứ để vậy cố thêm một mùa vẫn được nhé. Trung nói tiếp cái phần động cơ này, cái phần động cơ à, cái động cơ thì không cần nói tiếp rồi. K3M 83 ly, 84 ly, máy dân, có làm máy rồi nhé anh em, chắc là cốt một rồi chứ không có còn ép đâu, tháo hàng dân mà loại rẻ tiền, 84 ly bé kim nhá. Đây này bé kim nhá, nó giống như K4M thôi mà nó ba máy thì nó K3. Đời trước của Mitsu, các cái đời ME hình như là trước 2000 gì đấy thì nó thường sử dụng là cái 4 máy. Qua con 35 mình cũng không có rõ lắm đó, không có chuyên ngành xe cuốc nên chỉ biết sơ sơ như vậy thôi. Đời 98 2000 gì đấy thì nó chuyển qua cái đời 3 máy này nha. Thay vì 4 máy 76 ly thì nó lên thành là 3 máy 83 ly, 84 ly, nó sẽ tiết kiệm dầu hơn, dễ dùng, nhỏ gọn, dễ lắp đặt hơn. Đây là cái con bơm bê tông của nó nhé, tem nhãn của nó đây anh em, Uchida nhé, AB2D21L nhé, bơm quay thuận, cái đó thì tất nhiên rồi, Uchida Hygromatic nhé, đó, tem nhãn thông số đầy đủ nhé anh em. Ở cuối video Trung sẽ đính kèm thêm cái con này, chắc là chưa buông mở gì rồi, dấu vết nó còn này, cái nào buông mở thì mình nhìn ra thấy dấu hiệu ngay thôi.
cái màu sơn xanh là nó phủ ở trên cái con xe đấy. Đấy. Rồi, chung có cái con động cơ 3 máy combo cả động cơ và bơm dính liền một khối. Anh em có nhu cầu sử dụng một cái con động cơ xe cuốc, tháo xe cuốc, xe dân nhé anh em, không phải xe bãi đâu, món nào bãi mình nói bãi. Con này dân nó cũng xấu xấu rồi, chóc sơn lung tung linh tinh hết rồi, không có còn đẹp nữa. Đấy, tên tuổi, số chấm, số lít của nó đấy. Ga vừa cơ vừa điện nha. Cũng rất là nhạy nổ, cái đài bét kim nổ trực bùng đốt trực tiếp này thấy cũng nhạy nhạy đấy, rất là dễ nổ luôn. Rồi chung chuyển sang cái phần video đính kèm á, anh em xem tiếp video nhé, xem tiếp video là cái trên xe nó lúc nó chạy á, để anh em cảm nhận cái tốc độ của bơm các kiểu nhé.